Thưa quý vị và các bạn, mặc dù 23 năm nghiện ma túy, nhưng với tình yêu thương của gia đình, sự bền bỉ, kiên trì của người vợ, anh Nguyễn Văn Lợi, xã Vũ Tây, huyện Kiến Sương đã cai nghiện thành công. Và anh Lợi cũng đã vinh dự được tham dự hội nghị nhân rộng các điển hình cai nghiện ma túy thành công vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn câu chuyện cảm động này qua phóng sự sau đây. 23 năm đắm chìm trong ma túy, rồi bị nhiễm HIV. Anh Nguyễn Văn Lợi đã từng nghĩ chỉ có cái chết là cách giải thoát cuối cùng cho cuộc đời mình. Mất tiền, mất sức khỏe này, mất vợ này, mất con này, cho người gia đình không còn tin tưởng nữa, và từ đấy trở đi là không biết là cuộc sống đi về đâu. Niềm tin và hy vọng thoát khỏi ma túy đã đến với anh khi anh gặp chị Bùi Thị Biển, người phụ nữ bị nhiễm HIV do lây nhiễm từ người chồng nghiện ma túy đã mất. Chính nhờ sự chăm sóc ân cần của chị Biển, lúc anh nằm liệt giường đã giúp anh khỏe lên và quyết tâm cai nghiện. Tình thương yêu, sự đồng cảm đã giúp họ một lần nữa tìm lại được hạnh phúc gia đình. Ông bà quý anh đến mức độ là đứng ra để tổ chức đám cưới cho tôi. Thì tôi thấy đấy là điều rất là tự hào khi mà bố mẹ tin tưởng anh ấy. Tôi cũng luôn luôn là động viên khích lệ. Kể cả những cái khi mà những cái lúc mà chúng tôi làm có rất là nhiều cái lúc mà gặp thất bại, chứ không phải lúc nào thành công đâu. Nhưng mà tôi luôn luôn động viên anh ấy, nói rằng là bây giờ mình chưa thành công lúc này, nhưng mà mỗi một lần đấy như thế thì là mình rút ra được cái kinh nghiệm để vụ sau mình làm cho nó tốt hơn. Sau khi kết hôn, chính tình yêu thương của người vợ mới cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ về kinh tế của anh em họ hàng, anh chị đã quyết tâm đầu tư trồng nấm, nuôi chim bồ câu. Hiện hơn 200 đôi chim bồ câu đã đem lại thu nhập trung bình trên 6 triệu đồng một tháng. Công việc và một mái ấm gia đình chính là điểm tựa giúp anh tránh xa ma túy được gần 5 năm qua. Ma túy có thể cai được, không có gì là không thể. Mình có quyết tâm hay không, sự yêu thương và sự có cái chia sẻ, cái sự đồng cảm. Anh cũng đã được các cái cá nhân như tổ chức rất quan tâm, tạo điều kiện và không phân biệt đối xử kỳ thị. Thứ hai nữa là anh ấy gặp một cô bạn đời rất lý tưởng là cô Bùi Thị Biển. Hiện nay, tỷ lệ tái nghiện ma túy sau cai nghiện còn cao. Từ thành công trong cai nghiện ma túy của anh Lợi cho thấy, tình yêu thương, sự thấu hiểu, cảm thông sâu sắc của người thân, gia đình và cộng đồng là yếu tố quyết định để người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Họ cũng cần được tạo điều kiện về việc làm và có thu nhập ổn định để tự tin làm chủ cuộc sống của bản thân và đóng góp cho gia đình, xã hội.